lại đi coi nhà nữa. À, tại sao phải đi coi nhà? Tại vì đó, đó là những ước mơ đó, ước mơ của bao nhiêu người tị nạn, đúng không? Cũng giống như cá mình đó. Đi thôi các bạn. Đó chơi với bữa nay là như là gặp lại các bạn là hổm giờ là lâu lắm rồi mình cũng bận rộn nhiều nhà cửa của mình nhà mới mình là không có thời gian làm YouTube với bạn. Đó bữa nay cố tình là lại đây quay YouTube với các bạn cho vui để chắc không các bạn là lãng quên mình nữa. Hôm nay cuối tuần Canada lạnh. Mình lại đi coi nhà nữa. Không biết sao các bạn, tại sao phải đi coi nhà? Tại vì đó, đó là những ước mơ đó, ước mơ của bao nhiêu người tị nạn, đúng không? Cũng giống như cá mình đó. Một cậu bé không từ giờ là đất khách quê người mà giờ ở đây không mình không có những ước mơ thì mình đi coi để mình nới rộng cái hoài bão của mình đó. Thì vừa rồi mình cũng mới dọn vô nhà mới của mình thì mà công nhận mình dọn cái nhà mình xong rồi lại coi những căn nhà như vậy mình mới thấy là mình vẫn như là hạt cát trong sa mạc đó. Ok, nói vô chủ đề chính là nhà này là một cái nhà trong một cái bây giờ như là nguyên cái khu nhà này là đều là khu nhà gọi là tương đối là Canada gọi là nhà đại gia rồi các bạn đó. Nhưng mà như cái nhà bên này nè là vẫn là hồi xưa nè, chưa sửa lại nè. Thì cái mình muốn giới thiệu cho các bạn biết là không, tức là những cái nhà này là hồi xưa là như vậy. Bên cameraman Canada đây để coi rộng xíu vào đông nữa các bạn, cây rất là trơ trọi toàn lá mà không có thấy nhiều lá không đó. Như nhà này hồi xưa là nhà kiểu thời xưa, tức là kiểu người ta xây chưa có thời xưa như vậy là cũng ngon mà giống cái nhà bạch ốc về thời của Bill Clinton ở đã cả nhà. Nhưng rồi họ lấy một khu đất này họ đập hết, tức là cái nhà giống như vậy đó nhưng mà họ đập hết, họ làm lại gọi là new build đó, tức là họ làm lại một cái căn nhà mới, phong cách mới, thiết kế mới, mọi thứ được gọi là custom build, tức là tự design, tự làm lại theo một cái model bây giờ. Thì bên trong sẽ như thế nào thì mình mời các bạn vào trong, mình đang lạnh quá đó. Dạ rồi hai em á là hai em mặc màu trắng sẽ là xe qua khi mình lấy vợ mình sẽ chơi xe này nhà, không có gì ngồi mặc xe đi thôi, không chơi màu xanh lấy vợ đi màu xanh được dưới cái màu xanh hoặc tào lao. Tôi vô coi nhà đấy các bạn ơi, bên đường ra không biết sao mỗi lần cái nói YouTube cho các bạn á lần trọng là mình tào lao. Welcome home. Chào mời các bạn nha. Không gian cực kỳ ấm cúng. Đây là có những bạn khách Tây người sinh nhà. Hai. Chào mừng các bạn đến với một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhà thì tạm thời gọi là có được
5 phòng ngủ, 7 gói lưng, 7 nhà tắm cơ. Tại sao bên này cứ nhà tắm nhiều hơn phòng ngủ? Mình là thật sự không biết, nhưng mà đó cũng là cái mà chắc là cảm thấy là một cái không gian rất là quan trọng cho cuộc sống. Với là Việt Nam gọi là nhà vệ sinh, nó là đi hồi xưa trong phim tiếp gọi là đi nhà xí, nhưng không phải, giờ nhà vệ sinh bên này nó hơi bị sang, thành ra thời gian để mà làm những cái chuyện mà riêng tư thì nên rất là quan trọng, thành ra nó chủ cái nhà vệ sinh nhiều hơn về phòng ngủ. Ok, cái nhà này thiết kế không có giống như là open concept, nhưng mà nó cũng có những cái gọi là đủ cái không gian để làm việc ăn như vậy. Nhưng cái phòng, những cái phòng giống như là phòng ăn mà gia đình nó ấm cúng hoặc là khách cứ lại họ mời chúng ta ngồi để mà nói chuyện, không gian không khí mà im lặng chứ. Đó là làm cái phòng này đầu tiên. Các bạn có thấy cái nhà kiến cầu thang không phải chơi bằng cầu thang gỗ cho mình kiến thôi. Cái kiểu đèn bây giờ, kiểu đèn này kiểu đèn rất là modern bây giờ. Thế không có chơi cái lắm mà chandelier, cái kiểu mà có mấy cái crystal mà linh tinh lên tay treo lòng vòng, kiểu mà người Á Đông hồi xưa hay làm cái tròn tròn, bây giờ nó làm cái rất là tăng cảnh. Wow, kiến dày lắm mà. Bộ làm cái tiếp con kiến đến mấy chục này. Wow. Cấp tiền để làm gì các bạn? Cấp tiền để mua những căn nhà để hưởng thụ những cái không gian như vậy các bạn. Nhiều khi bạn nói thì đó là mỗi người cũng mỗi một cái suy nghĩ, với một cái lối sống khác. Giống như là không ở một lứa tuổi có một cái thú vui riêng đó, giống như là xưa trẻ trung thì mình thích xe cộ, nhưng bây giờ mình có một cái tuổi là vô bước vào trung niên, mình lại thích những ngày rảnh rỗi hay những ngày mình lại thích đi tham quan những cái nhà cửa như vậy. Rồi thứ nhất mình nới rộng cái tầm nhìn của mình mở mang kiến thức của mình để mình hiểu biết hơn cuộc sống ở bên nước ngoài như thế nào. Như đây là một cái phòng gọi là family room, tức là họ để mà không là gia đình không ấm cúng ngồi bên cái lò sưởi đó, để nó ngồi nói chuyện không, ngồi thoải mái không, để relax sau những ngày làm việc mệt nhọc. Đây mời bạn bước tiên nha. Nếu mà nay mình ở thật thì trong này sẽ là NBC và Comjac FO đó, đại khái vậy. Nghĩa là thế giới tiền lưu họ sau những ngày làm việc họ đi về là họ muốn dùng cái phòng là sửa như vậy, họ ngồi họ rót một ly rượu đó, bắt đầu họ sẽ như vậy, mình sẽ diễn với bạn xem nó sẽ như thế nào, phải không? Cái đó mình rượu bắt đầu họ ngồi nhìn lên trời vậy, nhâm nhi suy nghĩ thôi, ngày mai cổ phiếu lên hay xuống, không biết mình có nên lấy căn nhà để đầu tư hay không. Tại vì nếu mình lấy một căn nhà đầu tư, nếu mà đúng thời điểm mà lên thì kiếm được 1 triệu đồng một sớt, đâu cần đi làm cực khổ đâu. Nếu như người đi làm nguyên hãng xưởng nguyên cả đời người kiếm chưa được 5 triệu, phải chỉ lấy căn nhà được 5-8 triệu rồi đã là ước mơ của mình. Nếu mà thông tin mình cũng sẽ lấy Rồi mời các bạn đi thêm những công nhân như thế này. Trong mình sẽ đi vô phòng khá là một phòng khác nữa. Và trong này sẽ là thêm một phòng nữa. Đây là cũng là một cái phòng mà gần như là hỏi giới thiệu lưu mà sống như thế này các bạn. Đây là khá rộng, phòng tiếp khách. Tại sao nhiều phòng vậy? Tại sao không? Không? Cách tiền làm gì? Cách tiền là những cái không gian rộng rãi gì, ấm cúng như vậy, để mình có những cái cuộc sống mà mình mơ ước. Tức là bao nhiêu tiền này thật sự ở Việt Nam mà gọi mình sống như một cái phòng này là đủ một gia đình như là cả chục người sống rồi đó. Nhưng mà tại sao mình đi vượt biên, tại sao mình đi qua nước ngoài để có một cái có hoài bão lớn, để có hoài bão lớn, để có những cái không gian lớn như vậy. Mình nói nhiều quá, nhưng mà rồi không nói thì rất là buồn. Đây một hoa bão ở đây đó ha. Các bạn thấy không, cây không, ở sau đây là một cái này gọi là cái ở đây biết cái thiếu gì không, ở đây nó sẽ là sau đây nó sẽ trồng cái rừng thông á, làm cái rừng thông hết để nó cây, những cái thông nó mọc lớn lên á thì nó sẽ ngăn ra cái privacy, là nguyên cái nhà là hoàn toàn riêng biệt hết luôn đó. Có hồ bơi,
cái nhà nhỏ, thấy cái nhà nhỏ rồi đó các bạn, nó nhỏ là của mình đó. Nó chơi với Việt Nam cái đó là cái nhà nhỏ ở được đó, nhưng người ta cái phòng ấy để làm gì không? Để những cái đồ dụng cụ cho cái hồ bơi đó, đó cái hồ bơi đấy. Bây giờ bên này mùa đông thì là hồ bơi họ bịch lại cái khăn, cái bịch lại tim mình vậy để cho nó khỏi dơ, là mùa hè họ lột ra rồi họ cho người lại sửa sang hút này nọ làm sạch là hết, cho là mình ở hồ bơi để không gian cho con cái chơi mùa hè ban ngày. Custom build hoàn toàn các bạn. Đá. Wow, cái này là cái bếp này các bạn. Các bạn có tưởng tượng cái bếp. Lê với ăn trái cây hoa củ quả rất là có nghĩa sức khỏe các bạn. Bếp ga hoàn toàn custom build ấy. À, mình rất là thích cái island ngay ở giữa này, thì có hai cái sinh rửa chén double sinh này để mình rửa không như sinh hoạt rồi ăn uống, cái mình đem ra đây rửa chén ở đây. Cái kiểu mới bây giờ là làm hoàn toàn ra cái thiết kế giống như cái gọi là commercial kitchen đó các bạn, là bếp ở trong mấy nhà hàng á. Ơi cái dàn dàn marble này không, mình thấy là như là hơi bị ăn tiền, hơi bị đẹp. Marble tức là đá nè, tức là đá hoàn toàn đá thiết kế luôn á. Mời các bạn coi những cái mà cái kệ. Wow, đúng rồi thì đó là đúng rồi thì có tiền sớm thì nhà mình cũng chưa được một cái kệ. Wow, cái tủ lạnh các bạn, mình tưởng là cái kệ. Là từ xưa mình được build cái tủ lạnh trong nhà của mình rồi, cái tủ lạnh cái đây gọi là built-in fridge, tức là tủ lạnh âm vô tường. Các bạn mở các bạn xem tủ lạnh này, nếu mà nó sơ sơ thì chắc cũng xây được căn nhà ở Việt Nam rồi. Cái tủ lạnh này không, làm cái tủ lạnh này không, cái bếp này không, không tủ lạnh rồi. Nóng á, Việt Nam mình nóng quá các bạn, không biết gì làm á, sợ mấy lạnh bị hư không, nhảy vô tủ lạnh vô này đủ mình đứng này luôn, mình vô đây mình đỡ này luôn, khỏi bao mát luôn. Mình với nó đây nghe, mình Việt Nam là một mét bảy mấy á, tủ lạnh đây, tủ lạnh giơ tay thẳng như là lớn hơn mình luôn. Có tiền là gì, có tiền là mua tủ lạnh bự để chui vô đó cho nó mát. Bếp ga, đó. Brand new hết, mọi thứ đều là brand new chưa xài. Tức là nguyên cái nhà là hoàn toàn rebuild, không phải rebuild, đập hết. New build everything. Custom design. Ok, có thể thấy custom design là như vậy nè. Tức là tất cả những cái gỗ này là họ đều chọn thêm một cái phong cách, một cái design, cái những thiết kế, những cái ngành nghề detail vậy nè. Rất là sang trọng, không cần phải nói, phải biết cái này là siêu sang nè. Đây là rất là đỉnh của đỉnh nè. Không, mời các bạn về cái phòng gì đi, biết đọc mình lọ mình biết bao nhiêu phòng luôn á. Nhưng mà đây đó, nó là cái phòng này, cái này là cái closet để quần áo thôi đó. Nhà xe, cái này là nhà xe nè các bạn. Đây. Đó, hai con bên mặt xe này là sẽ đậu trong này, đó là nhà xe như vậy. Đó là cái nhà xe thôi. Đó. Xe đậu ngoài rồi. Đó, mà thường cái thiết kế như vậy là từ nhà xe họ đi chợ rồi vô nhà xe, xong rồi thành mở cái cửa này, nên gì cũng có chi cửa chính lắm, chạy thẳng vô nhà xong rồi mở cửa này lại đây, họ cởi áo lạnh ra đó, móc vô đây. Tức là một thiết kế rất là tinh vi, nó đều có một sự tiện lợi hết. Rồi đi vô đây là không đồ trái cây hoa quả để tủ lạnh, rồi đồ ăn bếp và để đây, đó là khá gì đó. Cái chỗ mà đi vô từ nhà xe đi vô không mà họ làm một cái mà không tượng ra này chỗ ngồi á mày, nếu mà ở Việt Nam mà những cái ngồi tiếp khách luôn, không móc áo lạnh, móc áo lạnh họ cũng rất là detail. Tức là một cái những cái này không phải là trong Việt Nam không có đinh móc được rồi không, nhưng đây mình chơi những cái móc này, những cái design riêng á, ngồi thì có miếng nệm đó. Đó nên giờ bữa nhà mình cũng làm thiết kế một cái như vậy này đó, rồi lấy mấy cái miếng nệm trên ghế neo về bẩn á, rồi để đây nè, làm một thiết kế này ngồi để là mang giày nó mở giày và áo vô rất là gọn gàng và sẽ. Trong này nè, trong này là một cái phòng giặt các bạn. Ồ trời ơi, cái phòng giặt mình làm gần mặt như phòng ngủ mình luôn không anh, phòng ngủ thời Việt Nam mới qua. Trời ơi, ngon mới giặt nè, phòng giặt nè. Trong này có một cái phòng mình để trong phòng giặt thôi, đây mới giặt, và trong này có cái phòng mà mình để giống như là đây có điện nữa, đâu mất rồi, có điện không ta, cái công tắc điện mà ta, chắc là ngoài này, đó, phòng giặt, à vừa làm giặt đồ, nhìn con trẻ bơi một bơi,
đó là các cái phòng riêng này, cái phòng này mình giống như họ để như là giặt đồ thì có giấy sấy bên này giống như xà bông giấy sấy này nọ đồ cái thơm đồ những cái dụng cụ mà ta giặt, tức là cái phòng này đây này chịu trách nhiệm về cái phần mà giặt ủi là cái gì, có luôn cái nhà tắm vệ sinh trong này luôn đấy. Wow, cái này là lạ này các bạn. Trong cái tiền để làm gì, cái tiền để xây cái nhà vệ sinh ở trong cái nhà giặt đồ lạnh đúng không? Nhưng mà không biết bây giờ đầy là cái tiền, cái tiền cái nguyên các bạn. Rồi mời các bạn sẽ đi băng qua nhà bếp này. Đây là một cái đường, là sau đó trong nhà này có bảy cái đường này, bảy cái nhà vệ sinh, một cái nhà vệ sinh được đó. Đó cái sinh rửa chén này, cái sinh rửa tay, rửa chén riêng, rửa tay riêng. À, bằng ăn đây ngồi để mà làm những cái món ngon đó. Cao lương mới vậy. Đây là một cái nhà vệ sinh, đây là nhà vệ sinh cho khách này các bạn. Đó, cho xin mấy nha. Nhà vệ sinh khách này có hoa lan nè, các tranh ảnh nè, nó ngồi theo mình để mình sẽ thiết kế một cái tivi đây để coi YouTube của mình nữa. Đó, là ngon lành luôn. Đây, để tivi đây, đây tivi đây, đang ngồi đây. Đó, bắt đầu lên. Thôi, nhà vệ sinh cho mình là không có đi sâu vấn đề vô mà trong nhà vệ sinh. Thôi, mời các bạn đi lên trên lầu trên để xem trên lầu có những gì. Là chắc chắn là 5 cái phòng ngủ trong này. Đó là dưới đó là hai cái nhà vệ sinh rồi đó. Đó là 5 cái phòng ngủ, là thực sự là mỗi phòng ngủ được có nhà vệ sinh đó. Rồi mình là sẽ sắp lại được, mình đi hướng cái này chứ đi. Xong, đang phải lên thủ. Thôi mình thủ nhìn phải về phải cách quá, này đẹp nè. Ô mình thấy cái phòng ngủ này, cái thiết kế cái trần này nó lên trên thì cái này cho nhìn nó rộng. Cái đèn này cũng là một cái thiết kế của họ này các bạn. Cái đèn này họ làm cái lay, cái ánh sáng rất là ngon để cho ta cái không gian họ cảm giác giống là ngồi trời thiên nhiên. Cái giường này nằm kiểu thôi là trên đẹp thôi, còn ngủ đây nè, ngủ cái phản giống thời xưa vậy. Trời ơi, giờ mới mà này bị rách rồi. Giờ mới nằm trên đây mà thấy nó rách rồi. Kể thấy quên đi. Không, cái này phải nói nhà design nghiên cứu lại. Tóm lại là cái kiểu mới giờ là cái giường hay là mấy cái hộp nút này, kiểu design này, ok. Trong phòng ngủ đó, có những cái ghế này, tại sao làm cái ghế này đó là ngồi, nhiều khi ngồi suy nghĩ chuyện đời dưới đó, nhiều ghế nhiều phòng lắm mà ngồi suy nghĩ chuyện đời, nhiều khi vô phòng ngủ có nhiều cái suy nghĩ chuyện đời đó, là ngồi nhìn xuống hồ bơi, nhìn xuống cảnh để mà họ hưởng thụ và thưởng thức cái không gian của họ. Các bạn, để có được một cái căn nhà như vậy á các bạn, không phải là một ngày một bữa đâu mà. Căn nhà này cứ giá là 3.7 triệu. Để mà có một căn nhà 3.7 triệu cộng thuế má bấm muối đùm bọc vô gần 4 triệu. 4 triệu đô đó các bạn, nói nhiều khi nó lớn lớn, nó nhỏ nhỏ, nhưng mà đối với cả những người mà như tị nạn như mình đó, đó là cả một cuộc đời đó. Ôi đi vô đây. Cái này nó định đi vô cái closet từ trước, cái walk-in closet này. Để sau rồi mình đi ra cho giới thiệu các bạn cái nhà tắm của họ, tắm như thế nào gần bằng cái phòng của mình. Wow. What? Cái này walk-in closet các bạn biết là cái phòng gì không ạ? Phòng quần áo. Wow. Cái này là móc áo, nghĩa là những áo đơn giản như là bên ngoài để mà họ tiện lợi để đụng để lưu động vô. Còn cái này là những cái tủ quần áo, tức là custom build là như vậy, tức là Việt Nam mình đi mua cái tủ gì là trong phòng gọi là cái tủ quần áo, còn đây là cái phòng họ thuê người thợ về đo cái phòng chính xác để mà họ làm một cái phòng thiết kế theo cái chu vi này và xây trong cái phòng tủ quần áo là các bàn này không, cái này phải là cái bàn này, cái này chắc là học luôn đó, những cái phòng để đồng hồ này đó, để những cái dụng cụ là họ lựa đồ, để đồ này họ lựa. Đó, như này nè, không đồ nam hay là đồ nữ, không đồ nam bên này đồ nữ, bên này là đồ vest đồ tây đó, đây là trai phụ nữ nè, giả sách đó, một cái giả sách, một cái giày đó, thế là cắt tiền để làm gì, tiền để làm một cái phòng như vậy đó. Thế nên này là cái gì nhỉ, phải tắt khả năng này giống như là không tắt khả năng thì không có những cái ước mơ như vậy được đó. Rồi mời các bạn vào nhà tắm. Wow, cái này vừa cái sink này vừa cho cameraman rửa mặt cả đứng như người ta kiến. Vừa cho cameraman giờ cái kia hơi cao, cái này vừa, cái này vừa, này cái vừa. Du. Làm YouTube đi các bạn, mấy đánh răng rồi này.
cái này về mình tinh mô tóc à. Xong ngồi nhiều khi á, có thể các em đi làm vô nhà tắm này, nhiều khi ngồi nhìn nhà tắm, ở nhà tắm về ngồi tí ngồi cũng không biết chán, có thể không bạn chán không, mình không biết chán đâu. Tại sao khi mà mình có được một cái không gian như vậy tại sao phải chán, đúng không? Tình rồi sẽ đi à. Tiền mà không biết xài rồi sẽ hết à. Nhưng mà mua nhà đầu tư là vĩnh cửu, không bao giờ lỗ các bạn, không bao giờ hết. Bạn mua căn nhà 1 triệu, vài năm sau nó thành 2 triệu. Bạn mua căn nhà 2 triệu, vài năm sau nó thành 3 triệu, tức là nó chỉ đi lên à. Nên các tiền các bạn cứ nên đầu tư vào địa ốc bất động sản. Tại sao gọi bất động sản? Tại vì tài sản đó là bất động đầy, mà muốn không động đừng cho gái ăn được, đừng cơ bạn. Cái nhà tắm mà nãy giờ các bạn thấy cái nhà tắm như là hoàn toàn, tức là rất là sang trọng đó. Bây giờ mình sẽ đi qua phòng ngủ, đi qua phòng ngủ bên này à. Đây là một phòng ngủ này, thơm phòng ngủ này, nắng rất là thơm. Phòng ngủ đây được nhìn nè, nhìn qua kéo lại cho mấy cái mẹ này, coi cái phòng ngủ bên này á, nhìn qua bên nhà bên kia cũng là hồ bơi mà. Tức là không, tức là ở đây á, những cái khu vực nhà nó theo cái tầm cấp, tức là nhà đẹp sang chảnh hầu hết là nằm trong cái khu vực đẹp sang chảnh, chứ nó không có một cái nhà đẹp mà nằm ở trong nguyên cái xóm nhà lá, thì nguyên cái xóm nhà lá nó sẽ tụ hợp lại, nó quấn cái nhà đẹp. Nói cho vui như bên này không có trò đó, nhưng mà nó ganh ghét. Nhưng mà thôi, cái trò đó cũng Việt Nam mình cũng bị dính chửng nhiều lắm, nên thành ra bên này giờ nó khôn, các bạn xây nhà đẹp, nó xây một cái cuộc riêng, một cái miếng đất riêng, một cái những cái privacy riêng để mà có cái dành sự riêng tư cho cái người thân chủ của một cái căn nhà, của một cái mà cái này Việt Nam gọi là biệt thự, những cái nhà mà bên này là căn nhà thôi, còn biệt thự khác nữa. À, hy vọng mình có cái cơ hội để dẫn xem những biệt thự, nhưng mà thôi biệt thự mình bít cửa, mình xem nhà gì đã được rồi. Ok, giờ mình vô thêm một cái nhà tắm này, à thiết kế thì giống nhà mình nè. Tức là cái phòng ngủ bên này nó đi xuyên qua phòng ngủ bên này, rồi hai cái phòng ngủ này á nó chia nhau cái nhà vệ sinh này, cái không gian vệ sinh này, nhưng mà ở trong này là có cái bồn tắm và toilet riêng để thiết kế kiểu mới hoàn toàn luôn, để nhà mình thiết kế y chang vậy luôn đó. Nhưng mà nhà mình nội thất chưa có hoàn thiện, nên mình chưa có làm YouTube ở nhà mình, nhưng mà có thể mình lấy luôn cái nhà này luôn cũng được, mình không mất công phải đi mua cái design sẵn luôn, cùng mình làm kiến nguyên cái kiến này đẹp này. Nhưng mà lý do tại sao mình thích đi coi những cái nhà như vậy để mà mình mới động cái tầm nhìn của mình về cái kiến thức của mình đó, để mình học hỏi nhiều thêm, rồi có thể mình gặp những cái khu vực nào đầu tư tốt, mình cũng có thể có một cái cơ hội để mình đầu tư nữa, thấy không? Cho nên thành ra mình giờ là cái thú vui của mình là không đi, cho nên mình gọi là mình sẵn đi thì mình làm cái YouTube mình quay lại để cho các bạn cùng gọi là chiêm ngưỡng những cái không gian đẹp đó, những cái khoảnh khắc và là không của những cái ngôi nhà đẹp ở bên Canada này như thế nào, chứ không phải là ở đâu giống ở đâu đó. Như bây giờ mỗi cái không gian, mỗi cái khu vực, mỗi cái ấy nó có một cái tính cách riêng. Và thật sự các bạn, mình nói thật với các bạn, giống như bạn chạy xe ngoài đường nhé, nhưng mà thấy những cái người không phải là mình phân chia là cao thấp hay là xe đắt tiền hay xe rẻ tiền, nhưng mà đấy những bạn nào mà chạy xe bánh bèo nó chạy xe dương cúp, mà những người nào mà chạy xe Mercedes đồ mà nhưng mà cái xe mà đắt tiền họ chạy rất là đậm, mà không phải vấn đề là tiền nhiều, chỉ miễn là cái tánh của họ, là cái tánh của họ khi họ đã thành công rồi, họ không có chụp giật, họ không có hấp tấp, họ từ tốn, họ suy nghĩ, cái tư duy mà cũng khác nữa đó. Cho nên thành ra cái nói là cái tánh tới con người, chứ không phải vấn đề là cái dập tắt, là cái nhà lớn nhà nhỏ, xe đẹp xe không đẹp, hay là xe bao nhiêu tiền. Đây cũng là một cái phòng ngủ riêng ở đây, dễ thương các bạn. Mình nhìn là biết cái phòng này dành ai nè, công chúa đó, là công chúa hoàng tử nè đó, con trai con gái hay là hai con gái đó, được ngồi ở chung để chia sẻ cái không gian để mà cái tình yêu thương nó đậm đà hơn đó. Đây cũng một cái nhà tắm này nè, đây cũng làm kiến rồi đó, để cái này đẹp đó, mình giờ bữa mình để mấy cái con để nhìn lên các nhà với các cây xanh đó, đẹp. Đây là cái hallway, đây là phải cao hơn xíu nữa. Đây thì thêm một phòng ngủ nữa đây các bạn. Đây là các bạn lộn trưởng nha, đi cái nào sắp lạc lối rồi đó.
Có học cái bài hay nè. Thấy không các bạn, cái bàn nhưng mà đẩy cái ghế vô đó là kho nó không có chặt chỗ. Không, cái này thì chắc là thanh niên cho mấy cỏ ấm. Bình này làm gì đây? U đỏ chắc bình này hồi xưa để rượu á mà bình em để rượu uống giống như là phim trưởng mà mấy Hồng Tắc Công đúng không? Mới chơi với bạn lửa bông. Nhưng mà thái cổ á, người Tây nó chưa trang trí bông, nó không có cho bông, nó để cái bình, nó trang trí cái bình không mà nó có bông. Đúng ngộ á, bông nè. Rồi, cái này mang xin vô thêm một cái nhà vệ sinh nữa. Đây. Đây là một nhà vệ sinh, wow nè. Nhà vệ sinh nè, cũng còn thiết kế cái giò sen tắm vào là khá là đẹp. Đây nè, các bạn. Thấy không, cái nhà cái giò sen tắm như này không? Đó, thấy không, đây là những cái nhà, đây là cái nhà vệ sinh phụ thôi các bạn. Nhưng mà giờ cái gì rồi gọi là trời giờ sen phòng tắm như là 5 sao đó. Tức là bây giờ là như là cái modern, bây giờ là những cái nội thất, những cái gì họ thiết kế là đều bỏ những gọi là chịu đầu tư. Nói gì nói mình vẫn thích cái nhà vệ sinh trong này. Họ nói là nói gì ta view lại cái nhà vệ sinh này. Đó. Có một cái này này. Wow. Cái này là một cái thiết kế mới này. Hồi xưa á, hay dùng cái đèn bằng bóng á, bây giờ nó dùng cái loại cái đèn mà LED mà nó đi vòng cái loại là giống như nó đèn LED á. Nhưng mà nó cái màu này nó rất là tao nhã ấm cúng. Còn cái bồn nha. Trời ơi, ngồi trên bồn này. Ngồi tắm nha. Rồi. Cuộc đời thấy sướng thiệt. Tắm nhìn ra hàng xóm. Coi cái này nó giờ có nào về rắn. Đó là cũng là cái người Việt Nam mình, nó vẫn nằm cái chất Việt Nam thì mình ăn nước mắm nhiều các bạn. Cái thật sự người Tây nó không quan tâm. Nhiều khi ở người Tây thì hàng xóm bên kia nó biết ai luôn, nó không quan tâm người đối diện lại đâu. Đó, nó không cần biết đâu, nó chỉ biết là của nó, cuộc sống của nó, không gian của nó, hưởng thụ cái gì trong bản thân của nó thôi. Còn cái người, những cái người xung quanh nó không quan tâm. Đó là cái tư duy của người nước Tây phương. Còn cái người tư duy người Việt Nam này hay để ý ồ hàng này làm sao, hàng kia làm sao, ồ hàng này lên mặc áo màu hồng, màu cam, màu đỏ vậy để ý hết. Ok, tấm làm đi lặp này rồi. Các bạn thấy nhà này thế nào? Mình rất là thích đó. Nhưng mà thôi, tấm làm là nếu các bạn thấy kênh mình hay, nhớ ủng hộ YouTube mình và nhớ subscribe và nhớ hãy nhớ quên con lần nào cũng quên cái pin của mình. Quên. Đó mà cái phần subscribe mình nhớ được rồi, nhớ subscribe nha. Thì nữa mình còn thêm dây được nhiều nhà này nữa. Đó, cái là được con mình tào lao. Và từ bây giờ mình tới cái tuổi giờ mình rất là bận rỗi. Mà Việt Nam cái rồi đến nổi là xanh năm nổi. Đó. Xanh năm nổi nghe. Đó. Rồi bây giờ mình làm nhà nông luôn á. Mình sẽ trồng gọi là hoa hè. Thì hoa màu, hoa lá hẹ vậy trong nhà của mình luôn. Đó. Wow, cái basement này xuống này nó rất vang nha luôn. Basement phải làm thảm, đi ấm. Trời các bạn, cái basement không vô một cái phòng giặt đồ nữa các bạn. Nhà này họ đã công nhận ra. Đúng là mấy triệu bạc này, có gì à. Có điều kiện, nhà có điều kiện là mấy phòng giặt chơi á. Phòng giặt cái sinh không luôn. Sinh cái bồn sinh này cũng commercial này. Đó, một cái phòng giặt nữa nè, giặt ở dưới mày thôi. Tủ để đồ nè. Đó. Coi là tất cả những cái này là built in vô trong giặt hết. Đó, chứ không có cái gì mà mua ở ngoài khiên vô, tại mua cũng có đó. Nên gọi là custom build vậy đó. Ta-da. Rồi, một không gian để bếp nữa. Của Tây á, nó hay hai bình quay nhà mình. Đây mình có cái bình đi trang luôn. Nhà mỗi cũng làm một cái mâm nhà để mấy cái lượng gì đó, thấy cái thiết kế của nó là để mình để cái cây dòng, mình để cây cần sa đó. Bên này hợp pháp rồi các bạn ơi, hợp pháp cần sa đây, các bạn đừng có nói nghe cần sa, nó nghe có bình đồ đẹp nhé. Cái rượu à, mình để nhà mình để cái rượu bổ luôn, mà rượu bổ ngâm đó. Để hôm nay nó về bóng chậm nhâm. Còn mà cái đá này đẹp đó chứ, mà cái đá này cái mo lạnh á, đúng rồi, mo bồ.
Đó, đây là một phòng ngủ là dành cho ai đó khách khứa gì bị guest room á, ở Tây nó có nó giống như người ở xa lại thăm gia đình rồi ta phòng guest room. Rồi có một không gian nhà tắm riêng. Đó không? Bảy cái nhà tắm là gì đó các bạn. Rồi, và cho bạn lấy cái không gian này, thêm một cái không gian nữa là ấm cúng gia đình hả? Mình nghe này là kiểu đi thiếu gì, thiếu máy móc. Vô nhà mình thấy máy mà không thấy còn gì máy đây. Rồi nhà này tại giờ chưa có người vô ở nên ra sau này để cái tivi bự đây được nè. Kiếm cái chăn nè. Chắc mình phải đi kiếm mua cái mấy cái chăn này không? Giờ mình đi cái tụi design, cái thiết kế này là hay phải để những cái chăn đó. Không có là Việt Nam cái chân gì không, hay chân là rồng phụng rồi ngựa rồi không, để mà phát tài rồi không, mà giống như là cá cặp nước rồi đó, đó Việt Nam, đó Việt Nam chân cái gu mà trang trí. Còn cái Tây nó trang trí nó rất là nghệ thuật, tức là cái tranh không phải là cái một cái biểu tượng gì hết, nhưng mà nó có những cái màu sắc nó lẫn hòa quyện chung với những cái mà nội thất như ghế rồi gối này đó. Đó, rồi cái màu nó đi chung nhau để mà nó tăng cái nhà lên một cái cảm giác giống là ấm, tức là những cái design cái này cũng hay không, cái ghế màu xanh nó không đi chứ không có đi với cái màu sáng này, nhưng mà nó cái kiểu ghế cũng lại lạ nữa. Giờ mình được rồi, mình bình ở nhà mình, giờ mới mình định treo cái hình mình đấy nhá, nhưng mà mình nhà Việt Nam nào vô thấy treo hình y xèo bước vô nhà thấy hình rồi, thấy hình chủ nhà rồi. Nên chắc mình dù án này mình suy nghĩ lại, mình treo tranh cũng được. Còn hình mình thì mình để từ từ, mình cúng mình soi, chắc mình đốt á. Đại khái này không là mình đã quay cho các bạn xem nè, không là không gian trên, không gian dưới. Đây thêm một cái phòng nữa, đi cái nhà này ngăn nhiều phòng quá. Mình đi cầm mô rối luôn. Wow, các bạn biết cái phòng này gì không? Nhà mình có cái phòng này, mình nói để mình vô mình thiền á, phòng này đó. Phòng này gọi là phòng lạnh, nghe âm thanh không? Phòng lạnh này biết để làm gì các bạn? Giống như là họ để rượu, giống như là người Ý hay là hay làm rượu nho á, thì họ để rượu nho trong này, hoặc là những cái đồ khô, những cái đồ gì bằng phần một cái đồ lạnh mà thiên nhiên á, họ đem cái họ để hết. Hoặc là cướp mà vô á, chạy đây trốn. Đâu mà nói, nếu mà không phải nhà mình mà phải có hộp sòn tiền rồi mình sẽ bị cướp á, là làm cái phòng này gọi là phòng safe room. Tức là một cái phòng bảo hiểm á, tức là khi mà có sự cố gì trên kia là họ chạy vô đây họ bấm nút là tự động là cửa khóa lại, là giống như là cái phòng bảo hiểm mà trong ngân hàng á, là không bắt nào chui vô được hết luôn, là họ ở trong này đó, rồi bắt đầu họ gọi cảnh sát lại xử lý vài cái vậy. Qua cái này này lót luôn đền đá luôn phòng ngủ của mình, phòng cho những người mà nóng nảy á, giống như mình không có máu quả nóng á, chua đây bao mát luôn, khỏi cần sợ lên máu lên não. Nên đó, giờ bữa mình sẽ làm cho phòng mình cho đẹp đẹp xíu, mình để cái giường đó luôn, cái đầu các bạn luôn, mình vô đó mình làm quay YouTube các bạn, có khi mình không là họ tưởng đó mình vô đó cái mình quay YouTube các bạn, mình nói đây là phòng, đó là ngủ này, phòng ngủ tự nhiên đang gọi cho khu luôn, dịch tiếng Việt là phòng ngủ đúng không? Rồi cảm ơn các bạn đã xem đã theo chân mình bấy lâu đó, chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống, chúc bạn luôn tất cả mọi sức khỏe, mọi vui tươi trong cuộc sống sẽ ồn ngập vào những bạn. Ta đi nhà để lộn chửi tóm lại là ngắn gọn, hãy subscribe kênh mình đó, theo dõi mình những bước chân mình tào lao, tại vì mình sẽ làm rất là nhiều trò tào lao. Nhà này chắc mình làm mình quay cái nhà này thôi, đợt vài tuần nữa là mình đi Việt Nam rồi, nên mình không biết có cơ hội quay nữa không, nhưng mà sẽ còn rất là nhiều cơ hội. Đó, rồi, bye bye, tổng chào, hẹn gặp các bạn sau, love you all, bye bye. Every single day.